chào mừng cả nhà đến với kênh tin tức nóng chọn lọc của mình ngày hôm nay nhé. Và lại là mình đây thì mình sẽ mang đến cho cả nhà những phần tin thú vị, hấp dẫn và hay nhất có trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Và bây giờ không làm mất thời giờ cả nhà nữa, chúng ta hãy cùng bắt đầu đến với bản tin đầu tiên trong ngày hôm nay luôn nha. Trung Quốc cảnh báo đừng đùa với lửa trong vấn đề Đài Loan. Trung Quốc cảnh báo việc đùa với lửa trong vấn đề Đài Loan cũng như nỗ lực dùng hòn đảo để kiềm chế Bắc Kinh chắc chắn sẽ thất bại. Đài Loan là vấn đề nội bộ của Trung Quốc và bên ngoài không thể can thiệp. Việc Đài Loan thống nhất với Trung Quốc là điều không thể tránh khỏi. Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc phát biểu tại Hội nghị An ninh quốc tế lần thứ 11 ở Moscow ngày 15 tháng 8. Mỹ không có quan hệ chính thức với Đài Loan, nhưng là bên cung cấp vũ khí chính cho hòn đảo. Trung Quốc nhiều lần chỉ trích mối quan hệ giữa Mỹ và đảo Đài Loan. Việc đùa với lửa trong vấn đề Đài Loan cũng như nỗ lực dùng Đài Loan nhằm kiềm chế Trung Quốc chắc chắn sẽ thất bại, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc nói. Bên lề hội nghị, ông Lý Thượng Phúc gặp người đồng cấp Nga Sergei Shoigu để trao đổi quan điểm về mối quan hệ và hợp tác giữa quân đội hai nước, cũng như gặp gỡ quan chức các nước tham dự hội nghị. Đây là chuyến thăm thứ hai của ông Lý Thượng Phúc tới Nga kể từ khi đảm nhận vai trò Bộ trưởng Quốc phòng hồi đầu năm. Chuyến thăm diễn ra khi Bắc Kinh tiếp tục tăng cường quan hệ an ninh với Moscow và quân đội hai nước thường xuyên tiến hành các cuộc tập trận chung. Cảnh báo công lý về Đài Loan được đưa ra một ngày sau khi Bắc Kinh phản ứng dữ dội với việc phó lãnh đạo Đài Loan William Lai lên kế hoạch quá cảnh tại Mỹ trong chuyến thăm Paraguay. Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên án sự việc và gọi ông Lai là kẻ gây rối. Tin kế tiếp, bảo hiểm có thể bồi thường hơn 1 tỷ USD trong vụ cháy rừng Hawaii. Các công ty bảo hiểm sẽ phải bồi thường cho những người mất nhà cửa, doanh nghiệp trong cháy rừng ở đảo Maui với thiệt hại hơn 1 tỷ USD. Công ty xếp hạng tín dụng Moody trụ sở tại Mỹ hôm 15 tháng 8 cho biết sẽ mất vài tuần đến vài tháng để đánh giá xác định toàn bộ thiệt hại được bảo hiểm chi trả do vụ cháy rừng tại thị trấn Lahaina trên đảo Maui thuộc quần đảo Hawaii gây ra. Tuy nhiên, đánh giá sơ bộ của công ty cho thấy thiệt hại được bảo hiểm chi trả sẽ lên tới ít nhất 1 tỷ USD, được tính toán dựa trên giá nhà trung bình ở thị trấn Lahaina khoảng 1,5 triệu USD một căn. Đơn vị bảo hiểm bị ảnh hưởng lớn nhất là BNC, chuyên cung cấp dịch vụ bảo hiểm nhà ở và doanh nghiệp tại Lahaina. Trung tâm Thảm họa Thái Bình Dương và Cơ quan Quản lý Tình huống Khẩn cấp Liên bang FEMA ước tính khoảng 2.719 công trình kiến trúc bị hư hại hoặc phá hủy trong trận cháy rừng ở Lahaina. Trong khi đó, công ty Karen Low and Company ước tính khoảng 3.500 ngôi nhà, trụ sở doanh nghiệp bị ảnh hưởng ở các mức độ khác nhau trong vụ cháy. Theo Moody, nguyên nhân gây vụ thảm họa cháy rừng ở Lahaina chưa được làm rõ, nhưng đám cháy lan rộng hơn do điều kiện khô hạn và gió lớn từ cơn bão Dora. Các căn nhà san sát được xây dựng bằng những vật liệu dễ cháy như gỗ cũng góp phần làm đám cháy lan nhanh. Moody đánh giá công ty bảo hiểm lớn như BNC có nền tảng tài chính mạnh và các chính sách tái bảo hiểm tốt, nên có thể đảm bảo được các khoản bồi thường từ vụ cháy. Theo số liệu của Viện Thông tin Bảo hiểm, số tiền bồi thường bảo hiểm lớn nhất do thiên tai ở Hawaii là 1,6 tỷ USD, được chi sau khi cơn bão Iniki năm 1992. Số tiền này trị giá tương đương 3,5 tỷ USD theo thời giá năm 2023. Tin tiếp theo, Ukraine thừa nhận bất lực trước tên lửa siêu thanh Nga. Quân đội Ukraine thừa nhận chưa từng đánh chặn được bất cứ tên lửa KH-22 nào của Nga được sử dụng trong các đòn tập kích từ đầu chiến sự. Phòng không Ukraine không phá hủy được tên lửa KH-22 nào trong cuộc không kích rạng sáng 15 tháng 8, cũng như kể từ khi xung đột bùng phát. KH-22 được coi là tên lửa hành trình, nhưng thực chất đó là vũ khí siêu thanh và không thể bị bắn hạ bằng hệ thống phòng không thông thường của chúng tôi. Phát ngôn viên không quân Ukraine Yuri Inat cho biết trong cuộc phỏng vấn hôm qua. Ông Inat cho rằng chỉ có các hệ thống phòng không hiện đại do phương Tây sản xuất như Patriot mới có thể hạ được tên lửa KH-22 và Kinzhal. Phát ngôn viên không quân Ukraine từng nhiều lần kêu gọi Mỹ và đồng minh cung cấp thêm Patriot và tổ hợp Sambi-City. Bộ Tư lệnh không quân Ukraine trước đó nói rằng Nga đã sử dụng 28 tên lửa hành trình các loại
gồm 4 tên lửa diệt hạm siêu tanh KH-22 và 20 tên lửa hành trình KH-101-555 phóng từ quân tặc cơ chiến lược, cùng 4 quả Kalib triển khai từ tàu chiến trên Biển Đen trong đòn tập kích rạng sáng 15 tháng 8 vào nhiều mục tiêu ở nước này. Phòng không Ukraine tuyên bố đã phá hủy 16 tên lửa KH-101-555 và Kalib, nhưng nhà máy chế tạo máy phương Nam Bydenmat ở thành phố Dnipro, miền trung nước này, vẫn trúng lọt tên lửa hành trình dường như là KH-22. Ukraine đã được chuyển giao hệ thống Patriot, nhưng chúng được triển khai để bảo vệ thủ đô Kiev. Lưới phòng không tại các đô thị khác như Odessa vẫn dựa vào những tên lửa đời cũ của Ukraine. Tên lửa KH-22 là vũ khí tiến công chính của quân tặc cơ chiến lược Tu-22M3, trong đó mỗi máy bay mang được tối đa 3 quả đạn dưới cánh và thân. Phiên bản nguyên gốc có tầm bắn 600 km và tốc độ tối đa 5.600 km/h, gấp 46 lần ngọn tốc âm thanh. KH-22 được thiết kế để hủy diệt nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ, dựa vào tốc độ lớn và đầu nổ thông thường nặng 1.000 kg, hoặc đầu đạn hạt nhân mạnh tương đương 350.000 đến 1 triệu tấn thuốc nổ TNT. Dòng KH-22 cũng có phiên bản kết hợp radar với hệ thống định vị, cho phép tấn công mục tiêu cố định như cảng biển và sân bay. Nga năm 2013 phát triển phiên bản KH-32 nâng cấp từ KH-22 để trang bị cho quân tặc cơ hiện đại hóa Tu-22M3. KH-32 có vẻ ngoài và kích thước tương đồng dòng KH-22, như được trang bị radar và hệ thống dẫn đường quán tính mới, tăng cường khả năng kháng nhiễu, mang được nhiều nhiên liệu và sử dụng động cơ mạnh hơn. Dòng KH-32 có thể đạt tầm bắn 1.000 km và tốc độ tối đa 5.060 km/h, được lắp đầu đạn thông thường hoặc hạt nhân. Không quân chiến lược Nga bắt đầu biên chế KH-32 từ năm 2016. Bản tin thứ tư, mánh khóe trốn nhập ngũ của đàn ông Ukraine. Hối lộ để nhận bệnh án giả, bỏ trốn ra nước ngoài hay nhốt mình trong nhà là cách nhiều người đàn ông Ukraine đang nhằm tránh bị gọi nhập ngũ. Tại trạm kiểm soát quân sự cuối cùng trước khi rời Ukraine hồi tháng 4, một người đàn ông 39 tuổi đến từ Odessa nộp giấy tờ cho thấy mình bị chấn thương cột sống nghiêm trọng. Nhờ đó anh ta được miễn nghĩa vụ quân sự và không thuộc diện bị cấm rời khỏi đất nước, theo sắc lệnh của Tổng thống Volodymyr Zelensky. Một người lính tại trạm kiểm soát nói, bệnh viện đó chắc là rất thích kiểu chẩn đoán này, phải không? Người đàn ông nhớ lại, tôi có thể nhận ra họ biết sự thật là gì, và đây không phải là lần đầu tiên, nhưng họ bất lực, không thể làm gì khác, thế nên họ cho tôi qua. Người đàn ông giấu tên thừa nhận đã chi 5.000 USD để có được tờ giấy chẩn đoán đó để tránh bị gọi nhập ngũ và ra tiền tuyến trong cuộc xung đột với Nga. Tôi không muốn ngồi trong chiến hào chút nào, nên đã rút tiền tiết kiệm và liên hệ với một cò chạy nghĩa vụ quân sự. Sau khi nhận tiền, cò đưa tôi đến bệnh viện để chụp cộng hưởng từ cột sống và nhận bệnh án cho thấy tôi bị chấn thương nghiêm trọng cột sống, người này kể. Toàn bộ quá trình mất 2 tuần, giúp người này có được giấy tờ cần thiết để rời khỏi đất nước và tới sống tại một quốc gia châu Âu. Tôi có cảm giác rằng ở mọi giai đoạn của cuộc thỏa thuận, ai cũng biết chuyện gì đang diễn ra và làm theo, ông cho hay. Hàng chục nghìn đàn ông Ukraine được cho là đã rời khỏi đất nước kể từ khi giao tranh với Nga nổ ra hồi tháng 2 năm ngoái. Rất nhiều người trong số này ra đi bằng những con đường mờ ám. Cuối tuần trước, Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố sẽ thải toàn bộ quan chức tuyển quân cấp tỉnh của Ukraine sau loạt bê bối tham nhũng và nhận hối lộ. Ông cho rằng việc nhận hối lộ giữa lúc đất nước có chiến sự là hành vi phản quốc và hệ thống tuyển quân cần được vận hành bởi những người hiểu chính xác chiến sự là gì. Odessa nổi lên như một điểm nóng về nạn trốn quân dịch với việc một quan chức tuyển quân bị bắt sau khi bị phát hiện có 5 triệu USD tiền tiết kiệm và một biệt thự xa hoa ở Tây Ban Nha. Tuy nhiên, quyết định của Tổng thống Zelensky cho thấy hầu như mọi khu vực ở Ukraine đều xuất hiện tình trạng hối lộ để trốn nhập ngũ, với hơn 100 vụ án được khởi tố nhằm vào các quan chức tuyển quân. Bê bối tham nhũng tại các phòng tuyển quân còn cho thấy một vấn đề rắc rối hơn với Ukraine khi nước này tiến gần đến mốc 18 tháng kể từ thời điểm xung đột bùng phát. Trong những tuần đầu tiên sau chiến sự nổ ra, hàng trăm nghìn dân thường Ukraine đã tình nguyện gia nhập quân ngũ vì lòng yêu nước và tinh thần bảo vệ quốc gia. Nhưng một năm rưỡi trôi qua, nhiều người trong số đó đã chết, bị thương hoặc đơn giản là kiệt sức
và quân đội cần lượng mới để bổ sung vào hàng ngũ. Đến hiện tại, hầu hết những người muốn tình nguyện ra đầu quân đều đã được đăng ký, khiến quân đội phải tăng cường tuyển mộ trong nhóm còn lại, vốn không muốn nhập ngũ. Những người đi trước là những người sẵn sàng nhất, những người yêu nước nhất, nhưng họ đã ở đó 17 tháng và chúng tôi cần thay quân. Tất nhiên, ra chiến trường là điều đáng sợ, nó có thể đồng nghĩa với cái chết hoặc tàn tật. Đây là thế kỷ 21, bạn đã tốt nghiệp đại học, bạn đang cố gắng kiếm việc làm nhưng lại phải cầm súng. Dù vậy, Tổng thống đang cố gắng thuyết phục mọi người, cho họ thấy điều gì đang bị đe dọa, ông nhấn mạnh. Bản tin thứ 5, bản tin cuối cùng trong video tin tức nóng chọn lọc ngày hôm nay, cũng là bản tin khá là hấp dẫn nhất trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Và bây giờ để biết được thông tin chi tiết của bản tin thứ 5 là bản tin như thế nào thì chúng ta hãy cùng bắt đầu đến với bản tin thứ 5 ngay bây giờ luôn nha. Video có thể hé lộ nguyên nhân bão lửa ở Hawaii. Video do người dân Lahaina quay cho thấy một cột điện gãy hôm 8 tháng 8 đã khiến dây điện rơi xuống bãi cỏ làm bùng lên đám cháy, có thể là khởi đầu của thảm kịch ở đảo Maui. Khi những cơn gió mạnh ập xuống sườn núi Mauna Kahalawai của đảo Maui sáng sớm 8 tháng 8, Sandrew đứng bên ngoài ngôi nhà của mình với một chiếc vòi túi vườn. Một cột điện bằng gỗ trên con đường trước nhà bị gãy giữa gió mạnh, dây điện dường như bị chập và phát ra tia lửa rơi xuống bãi cỏ khô bên dưới. Ông gọi tới đường dây khẩn cấp 911 để thông báo tình hình và dùng vòi túi cây làm ướt ngôi nhà cùng khung đất xung quanh để ngăn đám cháy lan rộng. Ông phát trực tiếp trên Facebook cảnh này: "Xin lỗi các bạn, tôi không quan tâm liệu có đang lãng phí nước hay không. Ngay bây giờ, tôi phải cứu ngôi nhà của mình", Trêu nói. Ngọn lửa lan ra ở đồng cỏ bên kia đường và khói nhà che khuất tầm nhìn ra đại dương. "Tôi nghe thấy tiếng động như thể ai đó đốt pháo hoa. Ngọn lửa chạy thẳng lên đồi, lan đến đống cỏ lớn hơn rồi kết hợp với gió lớn, đám cháy bùng lên", ông Trêu, 49 tuổi, nhân viên khu nghỉ dưỡng nói thêm. Cuộc gọi của Trêu đến 911 là một trong những thông báo đầu tiên về đám cháy rừng ở thị trấn nghỉ dưỡng Lahaina. Trêu quay 3 video lên Facebook, bắt đầu lúc 6 giờ 40, 3 phút sau khi giới chức nhận được cuộc gọi về vụ cháy. Một tay cầm vòi nước và tay kia cầm điện thoại, ông phát trực tiếp khi những xe cảnh sát đầu tiên đến và có thể nghe thấy cảnh báo của họ về đường dây điện đang nằm trên đường. Hàng xóm của Trêu, Robert Aconado cho biết lúc 6 giờ 48, lính cứu hỏa tiến về phía ngọn lửa khi chúng tiếp tục lao xuống dốc về phía tây dọc theo đường Lahaina Nua về phía trung tâm thị trấn. Đến 9 giờ, quan chức Maui tuyên bố ngọn lửa đã được khống chế 100% và lực lượng cứu hỏa rời đi. Nhưng khoảng 14 giờ, Aconado cho biết khu vực bốc cháy trở lại. Khoảng 15 giờ, khói và than hồng bay về phía thị trấn khi những cơn gió lớn tiếp tục ập đến hòn đảo. Cột lửa và khói bốc cao từ các khu dân cư buộc mọi người phải nhảy xuống biển để thoát thân. Thật đáng sợ, Aconado nói. Không có nơi nào để chạy, tôi đã chứng kiến mọi thứ. Lisa Trail, vợ của ông Sen, cho biết ngôi nhà vợ chồng bà sinh sống hơn 20 năm qua không bị tàn phá, nhưng phần lớn thị trấn trông giống ngôi mộ khổng lồ, như thể một cuộc chiến đã xảy ra. Trong phạm vi hơn 450 mét theo hướng gió, toàn bộ khu vực lân cận đã biến thành tro bụi. Các chuyên gia cho biết, bằng chứng ban đầu cho thấy nhiều đám cháy có thể đã bùng phát trong và xung quanh Lahaina vào ngày 8 tháng 8, nhưng không có ghi nhận nào về tiếng sét đánh hoặc các nguyên nhân tương tự khác. Watt nói rằng, tài liệu của Hawaiian Electric cho thấy công ty biết lưới điện của họ trên đảo Maui đã xuống cấp sau nhiều thập kỷ bị bỏ bê. Những cột điện cũ được cho là sẽ được thay thế từ năm 2019 đến năm nay, nhưng công ty đã trì hoãn, Watt nói. Đó là lý do thị trấn Lahaina bị tàn phá, hàng nghìn người hiện mất nhà cửa và hàng trăm người mất người thân. Đây là thảm kịch chưa từng có và hoàn toàn có thể ngăn ngừa được, ông nói. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết video của mình ngày hôm nay nhé. Và để ủng hộ cho kênh, cả nhà hãy cho kênh của mình một like, một chia sẻ, một đăng ký, cũng như là bật nút chuông phía bên dưới để nhận được những thông báo khi kênh của tụi mình ra video mới nhất nhé. Và bây giờ, thay mặt cho ekip của tin tức nóng chọn lọc ngày hôm nay, thì mình xin cảm ơn cả nhà đã ủng hộ mình trong thời gian vừa qua và sẽ mong trong thời gian tới cũng như trong tương lai sắp tới thì được nhiều hơn nữa sự ủng hộ từ quý vị khán giả trong và ngoài nước luôn nha. Và bây giờ thì xin kính chào, tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà vào những bản tin tiếp theo nha. Bye bye cả nhà.